truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Sau bao cái lời đóng góp ý kiến của các bạn từ Facebook tới YouTube tới Discord cũng như là thẳng qua email luôn, ngày hôm nay mình sẽ chơi thử, trải nghiệm thử tựa game Demonfall, một cái tựa game mang phong cách diệt quỷ từ bộ manga anime là Demon Slayer, Thanh Gươm Diệt Quỷ ha. Với một cái người đã coi full series, sắp tới hình như có phần 2 đó các bạn, nhưng mà đã coi full series phần 1 của Demon Slayer tới khúc mà nó diệt Mugen ha, thì mình có thể tự tin chơi tựa game này với rất nhiều kiến thức. Cái chủ đề game về Demon Slayer ở trên Roblox này không phải hiếm, rất nhiều game rồi. Hồi trước mình có review cho các bạn ha, nhưng mà view không được cao cho lắm. Chúng ta sẽ cùng coi sơ sơ về tựa game Demon Slayer này. Nghe các bạn nói cái tựa game này là theo cốt truyện, admin cũng có ghi nè, cái tựa game này không phải là một cái tựa game simulator, chỉ là tiêu diệt những con bandit để lên cấp. Cấp độ giới hạn trong tựa game này hiện tại chỉ có 50 thôi, và nó có rất nhiều nút ha, R, Tab, M, H. Thì cái này tôi nghĩ tôi sẽ vừa vào game và vừa trải nghiệm, tại vì nó có rất nhiều nút, C, G, W, F các kiểu. Kéo qua đây nha. Rồi, chào mừng các bạn đến với tựa game Demonfall. Demonfall theo mình dịch trên Google nó ghi là quỷ ám các bạn. Oh my god, đằng sau lưng mình trên này có con quỷ nè, không biết bạn nào có để ý hay không. Rồi, bên này chúng ta có gì nè, bị che bởi cái phần Murobot rồi. À, ở đây là chúng ta sẽ có tỷ lệ phần trăm gọi là xuất hiện cái gì đó ha, kiểu như gia tộc đấy, male và female này. Chúng ta chọn male là nam nha, skin, mao rồi các kiểu. Đầu tiên vô thì tựa game này cũng như là những cái tựa game khác là mình có thể chọn nhân vật của mình tùy chỉnh. Uzui tỷ lệ xuất hiện là 8,8%, và cái bộ 8,8% là common ha, không hiếm lắm. Những tỷ lệ hiếm của nó là Kamado nè, tức là cái dòng họ của Tanjiro ha, Tokito, Rengoku là dòng họ của Viêm Trụ này. Chúng mấy cái màu cam cam, vàng vàng, đỏ đỏ này nó mới xịn sò con bò này. Nakahara cũng bình thường thôi. Mới đầu tiên vô thì nó cho mình 3 lượt chance, 3 cơ hội để quay. Cho nên nếu mà không ra cái xịn xịn thì mình cũng cứ thay đổi. Tại sao cứ ra màu trắng hoài vậy? Tôi review game phải cho tôi may mắn chứ. Đây là lần cuối cùng của mình rồi ha. Hết lượt rồi. Lần cuối cùng sẽ cho tôi. Rồi xong luôn. Takada là dòng họ gì vậy? Thì theo trên Google, theo trên cái fandom của Demon Slayer, thì dòng họ Takada là dòng họ của Butterfly này. Rồi ok, thì sau khoảng tầm 80 năm chờ đợi, thanh niên Tanjiro của mình cũng đã chạy từ cái thanh bên trái qua cái thanh bên phải. Game này không biết là có giống cái game hồi trước mình review hay không, mà cái việc loading lần đầu tiên vô game á rất là lâu. Rồi chào mừng các bạn đến với tựa game. Ủa, nàng trai hay gái vậy? Con trai hay con gái mà mặc áo hồng vậy? Nani? Thì đây là các bạn nói là tựa game theo cốt truyện ấy, do đó mới đầu vô nó hướng dẫn mình này. Nút quy để dashing, dash là lướt hàng. Đó, chúng ta đi tới một cái ngôi làng và phát hiện ra một xác chết. Oh my god, gia đình của tôi. Một cái viễn cảnh rất là đáng thương. Ngươi đã làm gì? Ngươi là ai? Cái kiếm katana. Ta phải lấy thanh kiếm đó và báo thù cho gia đình của mình. Ở đây nó ghi nè bạn, control của mình ha, R là rút kiếm ra. Rồi Q là dash, F là block. Tấn công nhẹ là chuột trái, tấn công nặng là chuột phải ha. Rồi, lấy cái kiếm. À không, rút cái kiếm ra. Ủa đâu rồi, kiếm đâu rồi? Từ từ. Kiếm của cha ta. Rút kiếm ra. Ngươi. Ngươi. Ây cha, từ từ. Từ từ, bình tĩnh. Để ta phải ta giết ngươi đã. Oh my god, oh my god. No. Ê sao không lết chuột được? Nani? Không lết chuột được các bạn ơi. Các bạn nghe tới lết chuột của mình không? Ta cầm đúng cái kiếm của cha ta rồi mà. Tại sao? Đây là cha của mình sao? Game kỳ vậy, sao không tấn công được? Đưa cái mặt ra cho nó quýnh chết vậy. Đây nè, không lết chuột được. À trời ơi, nó giờ làm cốt truyện làm tôi tưởng. Tức ghê, mình bị một cú lừa đau đớn các bạn. Nghĩa là mình phải cho nó giết chết, mặc dù mình đã có thanh kiếm của cha rồi. Nhưng mà mới đầu vô á, mới đầu vô phim đi, thì chúng ta không có sức mạnh gì hết. Chúng ta chỉ là một kẻ yếu đuối với một cái tư tưởng là báo thù gia đình của mình. Rồi sao? Rồi sao mình lại là con quỷ rồi? Kỳ vậy? Tôi đâu phải là Nezuko đâu. Mình đang lạc xuống một cái động gì đó nè, một cái hang động. Đi tới coi. Đây có một con quỷ nè các bạn. Nói chuyện với nó coi. I like to play with human life. Ta thích đùa giỡn với mạng sống con người. Ngươi có giống như ta không? Yeah, ta cũng giống như vậy ha. Cái việc đùa giỡn với mạng sống con người rất là vui. Chúng ta sinh ra để làm điều này. Sau tất cả thì cái việc ăn con người giúp chúng ta mạnh hơn. Ngươi hãy quay trở lại khi ngươi mạnh hơn. Và khi đó chúng ta hãy nói nhiều hơn về cái việc awake, thức tỉnh cái do blood act. Ok, goodbye. Ủa như vậy mình thành quỷ luôn à? Con này là con Inno Demon, một con quỷ gọi là không có tên. Mình sẽ tăng sáng lên cho các bạn nha, tại vì nó hơi tối. Bây giờ tôi đi đâu đây? Đây có một con quỷ đang trong phòng thí nghiệm nè. Tên là Gabriel. Ta là nhà khoa học đây, một con quỷ khoa học các bạn. Ta có thể giúp cho ngươi thức tỉnh năng lực sức mạnh của mình. Nhưng đầu tiên, ngươi đã chuẩn bị chưa? I'm ready. Ngươi chưa ăn đủ người đâu. Hãy đi ăn nhiều người hơn. Thì khi đó ta mới có thể thức tỉnh được cái năng lực của ngươi. À, đây rồi. Con quỷ nãy giết mình nè. Con quỷ kia. Sao ngươi dám giết gia đình của ta hả? Ngươi đã tỉnh rồi sao? Chuyện gì vậy?
gia đình của ngươi đã bị tấn công bởi những cái con Demon Bandit, tức là những cái tên thổ phỉ, con quỷ thổ phỉ. Những cái tên đó là đánh ngất nhà ngươi và ta lại cứu ngươi bằng cách là chuyển ngươi thành con quỷ. Quỷ sao? Đúng vậy, là con quỷ. Phải như vậy, còn không ngươi sẽ chết. Ta biết là ngươi đã từng nghe những cái truyền thuyết về chúng ta rồi, nhưng mà sự thật, mọi thứ rất là khác so với những gì ngươi đã tưởng tượng. Tôi là người xấu sao? Nó còn phụ thuộc vào ngươi nữa. Hầu hết chúng ta không phải là xấu, nhưng chúng ta cần máu của loài người. Đó là cách chúng ta thể sinh tồn, giống như là con người khi ăn thịt vậy. Cái nơi này chính là cái nơi mà ẩn trốn của chúng ta. Khi mà tới thời điểm, ngươi sẽ biết được căn cứ này nằm ở đâu. Còn ngay bây giờ thì hãy đi khám phá đi. Khi mà ngươi đã đủ mạnh rồi thì hãy nói chuyện với cái người khoa học ha, con quỷ khoa học. Khi đó anh ta sẽ thức tỉnh được cái năng lực sức mạnh của nhà ngươi. Như vậy là chúng ta trở thành quỷ rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi tới một thanh niên khác, một con quỷ khác. Cái Victor này như là cái người dịch chuyển vậy các bạn. Nó kêu mình là bây giờ là ngươi muốn đi đâu nè. Có ba nơi để đi ha. Chắc mình nghĩ là mình sẽ đi tới ngoài làng quá. Ủa đâu phải đâu, cái Demon Hideout là cái nơi mình núp mà. Trời ơi. Chúng ta bấm tab lên này. Bấm tab lên thì mình có inventory ha. Rồi mình có shop Muzan Blood nè. Máu của Muzan nè các bạn à. Cái máu Muzan là giúp cho chúng ta có thể gọi là có sức mạnh siêu năng ha. Nhưng mà nhiều khi mình chứa không nổi sức mạnh của Muzan á, chứa cái máu Muzan nổi á, thì chúng ta sẽ bị gọi là tự hủy. Rồi sau một hồi lòng vòng đi tới thì tôi đã gặp một thanh niên, một con quỷ tên là Victoria. Where do you want to go? Hồi nãy mình chọn sai ha, cái hideout là không phải rồi. Senkutari. Rồi thử cái chỗ này coi. Lại là một cái nơi khác. Kỳ vậy. À, cái Senkutari nghĩa là cái căn cứ hồi nãy đầu tiên của mình đi nè. Như vậy là chúng ta chỉ còn một nơi để đi thôi. Nói chuyện Victor ha, Forest Hideout. Rồi chúng ta đang đi ra ngoài hang động nè các bạn. Đây là cái cavern ha. Phải đi ra ngoài chứ, muốn mạnh hơn phải đi ra ngoài chứ. Ơi, gì vậy, gì vậy, gì vậy, con gì vậy? À, con quỷ, đó là một con quỷ các bạn ơi. Hồi nãy mình còn là người, mình còn cái kiếm mà mình không có cái kiếm luôn. Quỳnh à, Quỳnh à, Quỳnh, Quỳnh, chết, chết đi. Người phải chết, ta phải mạnh hơn. Mặc dù ta là quỷ nhưng mà ta phải mạnh hơn nha ngươi. Ngươi chịu chết đi. Hay, quê con quỷ này bất tử hả ta? Chết chưa vậy? Yeah boy, nó chết rồi các bạn. Nhưng mà ngươi là quỷ, ta có ăn thịt nhà ngươi được không? Ta phải lấy máu con người chứ. Cái bộ game này không biết chơi rồi các bạn ơi. Mình chơi từ game diệt quỷ mà tại sao tôi lại biến thành quỷ? Rồi bây giờ tôi không biết đi đâu luôn. Ở trong cái động của quỷ này chúng ta sẽ có những cái nơi đi ra này, những cái phòng này là gọi cái nơi an toàn thì phải ha, mình đi ra. Và chắc nó sẽ có những cái gì ngoài đó. Ồ, ra được bên ngoài rồi các bạn ơi. Hay quá vậy. Lời quỷ sẽ gọi là đi đi săn mồi vào ban đêm ha. Không biết cái này có trong cốt truyện hay không. Tôi nghĩ là có quá. Do mới đầu vô bị giết á, tôi đâu có làm gì đâu. Tự nhiên tôi thành quỷ luôn rồi. Đây, con quỷ đằng kia. Lại đây, lại đây con trai. Con trai con gái. Ôi, nó block được này. Block. Giỡn hoài. Ngươi biết block, ta cũng biết block vậy. 1, 2, 3, 4, 5, chết liền. Quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi. Ừ, 1, 2, 3. Ghê không, mạnh không, mạnh không. Ui, ui, ui. Ok boy. Hey, 1, 2, 3. Không block được đâu, chết này. Con quỷ một sừng kia. Ây da, ây da. Ây da, rồi. Xanh lè luôn. Căng vậy. Quýnh đi, quýnh đi. 1, 2, 3. Ta biết tổng cái đòn của nhà ngươi rồi. Block lại. 1, 2, 3. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt, mệt chưa? Mệt chưa? Rồi nó chết luôn rồi. Thôi kệ, coi như là ta tha nhà ngươi đó. Do ngươi cũng là quỷ giống ta, ta tha nhà ngươi đây. Ôi cha, con quỷ này còn căng hơn nữa. Thôi. Một cái cây neon rất là đẹp ha. Cây này chắc là hoa tử đằng các bạn. Cái loài hoa mà xua tan loài quỷ. Nãy giờ hình như mình hơi sai mục tiêu rồi. Chúng ta phải đi vì con người chứ nhỉ. Quê, à đây. Cái này làm tôi nhớ tới từ game Tokyo Ghoul đó bạn. Các bạn có nhớ không? Tokyo Ghoul chúng ta chia ra thành hai trường phái á. Một là CCG, cho những cái người mà tiêu diệt những cái con ghoul á. Ngạ quỷ, à dạ. Ta cần máu của nhà ngươi. Ngươi là con người đúng không? Đưa máu ngươi cho ta. Ok, thì vừa rồi trong video này mình đã trải nghiệm thử từ game Demon Fall, một tựa game Demon Slayer tiêu diệt quỷ. Nhưng không biết tại sao mình vô game mình lại thành quỷ rồi các bạn à. Có vẻ như mình sẽ lên trên YouTube để mình coi sâu hơn về cốt truyện từ game này nhé. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.